sáng ngày 11 tháng 10 năm 2022, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 7 năm 2022 do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Đoàn trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên tham dự nội dung thi với mô hình thi công kết cấu bê tông cốt thép nhà ở dân dụng của nhóm tác giả Nguyễn Quang Quyến, Trần Bá Uẩn, Hoàng Thanh Nghị, Phạm Thị Chính Nghĩa. Xin chúc mừng nhóm tác giả đã hoàn thành nội dung thi.